bị mệt. Ok, chào toàn thể các bác. Thì đây là một trong những cái kéo cắt cành trên cao mà bên em đang cung cấp cho các bác. Rất là nhiều bác khi xem đến một cái video trước em đã đăng tải lên rồi, thì các bác có thắc mắc rằng cái cây kéo 3m mà em đang sử dụng này nó có 4m và 5m hay không. Thì có các bác nhé, cùng em dùng. Ở đây sẽ có thêm một cây 4m và một cây 5m cho các bác này. Đấy, cây 4m và 5m thì chất lượng y như cây 3m em đang sử dụng. Thế nhưng mà nó chỉ khác nhau một chút, đó là về chiều dài, kích thước thôi. Cách sử dụng y chang nhau. Vì vừa rồi em đã lấy một cây kéo 3m và cắt thử một cái cành mít ở bên trên rất là cao. Đấy, test thử luôn cho các bác về cái độ sắc bén khi các bác mua cây kéo này. Và đặc biệt thì các bác nhìn này, phần lưỡi kéo này nó há rất là rộng. Há rộng như này, các bác cắt đường cây kính nó lên đến khoảng 5mm. Với cái lưỡi kéo chiều dài lên đến 7 phân nhé các bác nhé. Lưỡi thép là lưỡi thép đen, chống han rỉ và bào mòn rất là tốt. Đấy, đặc biệt là nó rất là dài, nó sẽ cắt cho các bác những cái đường kính to hơn khi các bác muốn cắt tỉa cành cây trên cao hoặc là các bác hái hoa quả. Thì đây là mẫu 3m em đã sử dụng, đang sử dụng rồi. Thì em sẽ hướng dẫn các bác khi nhận một cây kéo mới về, các bác làm như thế nào để sử dụng nó trơn tru nhất. Vì trong quá trình bán hàng thì em gặp được rất là nhiều câu hỏi của các bác, đó là làm như thế nào để nó hoạt động được này, làm như thế nào để cho các bác tăng đủ cái chiều dài này. Vì nhiều bác này, các bác nhìn này, đây là một cây kéo mà em thử vào nhá, lắp ráp như nó như mới đây này. Đây, như mới khi mà các bác mới nhận về thì nó sẽ ở cái chế độ như thế này. Đấy, sau khi mà các bác nhận về thì các bác mở kéo ra như này. Các bác hãy mở cái chốt ra trước này. Đấy. Mở chốt ra trước. Đây là cái phần tay bóp cò nhá. Và cái phần tay bóp cò này thiết kế rất là ôm tay. Hơn thì lựa các bác nhìn này. Ở cái phần trục lối liền nó sẽ có một chiếc lò xo ở đây trợ lực cho các bác khi mà các bác cắt cành cây, các bác bóp cò nó sẽ rất là nhẹ. Đấy. Trục sẽ bằng trục bằng thép nhé các bác nhé. Đấy, các bác mở chốt ra như này. Tiếp đến cái phần tăng chiều dài. Ở đây đây là cây kéo mà dạng sẽ có là 3m. Thế nhưng mà có 3 lóng, 1 2 3 lóng, 2 chốt nhé các bác nhé. 2 chốt. Thì khi mà các bác muốn tăng đủ chiều dài của nó là 3m hoặc 4m hoặc 5m thì các bác vui lòng này, mở chốt đầu tiên lên trước. Đấy, khi mà các bác mở được chốt đầu tiên này rồi nhá, các bác đừng cho cái chốt này này nó vào ăn khớp cái lỗ này, là không được cho vào nhá. Đây, em để ngắn nha cho các bác nhìn rõ hơn. Các bác chỉ hơi mở lên như này. Sau đó các bác bóp lên cái chốt thứ hai, cầm ở đây, các bác đưa lên. Đấy, như vậy là các bác sẽ tăng được đủ chiều dài. Và sau khi mà các bác đưa lên như này rồi, các bác nhớ nhá, cả kẻ chốt nào cũng vậy, chốt trên hay chốt dưới, các bác phải cho nó ăn khớp với cái lỗ tròn này các bác mới sử dụng được cái phần lưỡi kéo nhá. Một chốt này, em sẽ đến chốt thứ hai. Đây. Ăn tạch một phát, đấy. Như này thì các bác mới sử dụng là phần lưỡi kéo, các bác để ý phần lưỡi kéo nhá. Em sẽ bóp cò và phần lưỡi kéo nó sẽ hoạt động rồi. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Còn nếu như nó không ăn khớp thì không tài nào mà các bác sử dụng được phần lưỡi kéo đâu nhá. Sẽ không cắt được cành cây đâu. Đấy là cái cách sử dụng của một cây kéo 3m. Đây là hàng Đài Loan chuẩn, bọn em nhập khẩu nguyên chiếc 100%. Khi mà các bác nhận một cây kéo hàng mới của nó sẽ như thế này. Kèm theo đó nó sẽ là một chiếc cưa nữa. Đây, cưa đây, cưa rất là sắc bén. Cưa này các bác có thể tận dụng lắp vào thân này. Cách lắp cưa thì rất là dễ. Các bác chỉ cần tháo cái ốc này ra. Tháo ốc này ra. Sau đó các bác đặt cái phần lưỡi cưa vào. Ở phần lưỡi cưa người ta thiết kế cái lỗ sẵn rồi. Các bác chỉ cần đặt vào đây thôi. Sau đó các bác xoáy lại. Thế là các bác có thể sử dụng được lưỡi cưa. Rất là tiện, không cần phải ốc vít gì cả, không cần phải kìm kẹp gì cả, là các bác có thể sử dụng được phần lưỡi cưa nhé. Đấy, đây là cái cây 3m. Thì các bác nhìn tổng thể này, em sẽ để cây 3m xuống đây. Các bác nhìn tổng thể nhé. Cây 3m của nó sẽ là 1m4 thôi. Rất là ngắn gọn, gọn cực kỳ luôn. Và đây là phiên bản mới nhất của một dòng kéo cắt cành trên cao. Đấy, thương hiệu mới nhất đến từ Đài Loan. Cây 4m sẽ là 1m7 khi chưa rút ra. Và cây 5m sẽ là 2m3 khi chưa rút ra nhé. Dài nhất để các bác nhìn này. Thì đây là tổng hợp cho các bác về 3 mẫu kéo cắt cành trên cao. Các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cũng được. Đầu số sẽ là 0376 253 516 nhé các bác nhé.
Đấy, và rất là mong sẽ được các bác tiếp tục ủng hộ và góp những ý kiến phản hồi tiếp theo trong những cái video clip này hoặc sau nữa. Và chân thành cảm ơn toàn thể các bác đã đón xem hết video. Lần nữa thì xin chúc các bác có thật nhiều sức khỏe. Chúc các bác một năm làm việc thật hiệu quả, kinh tế rất là cao nhé các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác.